Hello, giờ anh chị em nhà đầu tư nha. Chúc mọi người một buổi sáng nhiều năng lượng. Rất là mong các cái góc nhìn của mình thì cũng đóng góp cho anh chị em một số cái ý tưởng, hoặc là cũng cho anh chị em những cái góc nhìn về quản lý cái giao dịch của mình. Thì cũng mong là cái giai đoạn này, nếu mà anh chị em nhà đầu tư vẫn chưa có phương pháp giao dịch, hoặc là vẫn còn đang gọi là có những cái gọi là mua FOMO, sau đó phải cắt lỗ, hoặc là đang chưa người đồng hành, thì nhớ về cùng đồng hành của mình. Tại vì có SSI nha, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Thì chúc mọi người một buổi sáng nhiều năng lượng nhé. Ok, thì trước khi vào cái thị trường, chúng ta lướt qua một số cái thông tin quốc tế, gọi là thông tin nó có tin tức gì không. Thì thực ra cái giai đoạn này thì mình cũng không không gần đây các cái giai đoạn gần đây mình cũng không đọc báo quá nhiều nữa, mình tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn thị trường. Còn mà cái câu chuyện mà đọc báo để chúng ta đưa ra những cái gọi là chạy theo đó, thì thường là chúng ta thấy là giai đoạn này thì thường báo chí nó hay ra sau các cái nhóm cổ phiếu đó. Và khi mà chúng ta thấy báo chí họ ca ngợi một cái nhóm ngành nào đó, thì thường là cái cổ phiếu của nhóm ngành đó nó cũng thường là có những sự tăng tăng nóng, mà thường là không có điểm mua. Giống như cái giai đoạn này thì có cổ phiếu KSB đó. Trước đó thì báo chí thì chê VND rất nhiều, nhưng mà sau đó thì VND lại có những cái đà tăng tăng mạnh đấy. Và khi mà ca ngợi VND thì lúc đó VND nó lại bắt đầu điều chỉnh. Ok, thì ở đây là về mặt về thị trường index thì mình á, thì mình thấy là nhận xét qua về cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì mình thấy là thị trường phiên hôm nay có một cái phiên giao dịch cũng tương đối là bình thường. Sau hai cái phiên mà cơ cấu quỹ của tháng rồi thì nó có nhiều biến động trong cái ATC, thì cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường tương đối là ổn định, với cái điểm nhấn là cái thanh khoản. Cái thanh khoản ngày hôm nay thì nó khoảng là 11.000 tỷ, nó thấp hơn trung bình phiên rất nhiều ấy. Tuy nhiên là mình đánh giá đây là một cái điểm tốt, tức là khi mà thị trường nó giảm điểm thì cái thanh khoản nó phải có một cái giai đoạn là liên tục nó cạn dần, và nó không có một cái cây thanh khoản bán lớn ra. Thì chúng ta đã thấy là một hai nè, ba nè, bốn phiên phân phối, thì những cái lúc mà thanh khoản nó nổ ra là những lúc mà rủi ro. Còn khi thị trường chúng ta giảm điểm, thanh khoản cũng giảm theo, mà khi mà giảm đến một cái giai đoạn mà thanh khoản nó đi ngang mà nó cũng không cần giảm được nữa, thì là những cái lúc đó là mình đánh giá là thị trường chúng ta nó đang dần dần ổn định. Còn về ngắn hạn thì ở đây nó chỉ là mới là cái phiên đầu tiên thôi, cho nên chúng ta cũng chưa khẳng định nhiều đây là cái gọi là sự cạn cung hay chưa đó. Ok. Nhưng mà với cái thanh khoản thấp như vậy thì mình đánh giá là nó cũng gọi là đang là một cái trạng thái tích cực. Chứ còn nếu mà ngày hôm nay ở thị trường chúng ta gãy xuống mà tiếp tục một cái thanh khoản lớn ra, thì đó là một cái tín hiệu mà cho thấy là cái lực cung hàng ra nó còn tương đối lớn. Thì cái hỗ trợ thị trường trong phiên hôm nay là ngưỡng 1.121 đó, và nó vẫn đóng cái vai trò hỗ trợ thị trường trong suốt cái phiên giao dịch buổi, trong suốt cái giao dịch ngày hôm nay ấy. Thì một số cái nhận định của mình đêm hôm qua là thị trường nó sẽ có những nhịp hồi lên đâu đó khoảng khu vực 1030 đấy, và sau đó thì nó sẽ có là nó sẽ quay lại. Thì quan trọng á, là cái nhịp hồi này á, thì mình đánh giá là đây là một cái nhịp hồi mang tính chất là nhịp hồi để cơ cấu. Cho anh chị em nào mà lỡ đu cao, hoặc là những cái giai đoạn vừa qua chúng ta mua sai điểm, thì bây giờ chúng ta chấp nhận là chúng ta hồi lên thì chúng ta sẽ bán cơ cấu, để chúng ta chờ khi cổ phiếu nó quay lại. Nếu mà nó có sự test day high thành công thì chúng ta có thể là tìm kiếm gọi ở những vùng này. Hai là nếu mà cổ phiếu nó phá gãy một 1.18 nó đi xuống, thì lúc này chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội dưới những vùng sâu hơn, khoảng đâu đó 1.100, và không đó là phải là cái vùng lập lại cái gác trên khung đồ thị tuần đấy. Thì đó là cái view của mình trên thị trường giai đoạn này. Mình thì cũng chưa có nhiều cái thay đổi về cái góc nhìn thị trường. Về còn về mặt các cổ phiếu điểm mua, thì mình nghĩ là đâu đó mình sẽ có một số cổ phiếu là có điểm mua được. Ví dụ như ngày hôm nay thì một số cổ phiếu nhóm vật liệu, nói nhóm vật liệu giai đoạn trước thì mua thì vẫn có điểm mua, tức là những cổ phiếu mà nó có hỗ trợ chúng ta vẫn có thể mở những điểm mua được. Và đến cái giai đoạn như ngày hôm nay thì bắt đầu có lãi, ví dụ như là nhóm vật liệu này, rồi là nhóm vật liệu như cái B này, hoặc là nhóm thủy sản đó. Ok,
lướt qua một tí về các cái chỉ báo của phương Tây thì ở đây thì anh chị em có thể thấy là thị trường chúng ta sau khi mà nó tạo ra một cái gọi là phân kỳ ba đỉnh thì bắt đầu là nó suy yếu đấy, thì cái chỉ số, cái điểm số của cái điểm số của thị, cái RSI của thị trường bây giờ nó đang ngừng lại ở ngưỡng là 61 điểm. Và nếu mà nói về cái chu kỳ ấy, thì mình nghĩ là khả năng cái RSI này nó sẽ còn những nhịp nó giảm tiếp xuống dưới vùng đây. Thì nếu mà RSI nó đi xuống, tức là nó không bao giờ nó phóng thẳng xuống mà nó sẽ hồi lên hồi xuống để nó tiếp tục cái chu kỳ, mình nghĩ khả năng cao ở 1118 này là không có thể nào hỗ trợ cho thị trường giai đoạn này. Đấy, tuy nhiên là chúng ta cũng quan sát, tại vì là nếu mà thị trường chúng ta có thể là rung lắc, có thể là đi ngang, nó có thể là đi ngang ở trên này, nó đi ngang trên ngưỡng 1118 cho đến đâu đó khoảng 1118 thì cái RSI này có nhiều khi nó cũng hạ xuống. Mà khi nó hạ xuống thì cái thị trường chúng ta lúc đó nó không gãy qua cái đường Kijun thì nó vẫn còn những dư địa để tăng lên tiếp. Đó, cho nên là chúng ta cũng quan sát cái thị trường ở những cái cây gọi là cây test đáy, lại cái test đáy hai nha, thì nó mới là cái quan trọng. Còn ngắn hạn thì mình thấy là thị trường chúng ta đã có những nhịp hồi, thì là nhịp hồi cơ cấu. MACD thì nó bắt đầu cắt hướng xuống nè, đó thì khá nhiều cái tín hiệu đang chỉ báo cho thấy là thị trường bắt đầu đi vào một cái con sóng chỉnh. Ok, các cái nhóm ngành ở trên thị trường lúc qua một tí, một số cái nhóm cổ phiếu ở trên thị trường giai đoạn vừa rồi thì trong cái phiên hôm nay thì mình thấy là tiếp tục là điểm nhấn, đó là cái cổ phiếu ABI, ABS, IDG. Thì trong cái phiên ngày hôm nay thì mình thấy là có một số anh chị em trong lúc mà mình like có hỏi là có bán ra hay không. Mình có nói với anh chị em là nếu mà bán nó được giá xanh á, hoặc là chúng ta đặt được giá trần thì chúng ta cứ bán, nhưng mà mình không biết là anh chị em có bán hay không. Thì thường thì khi mà cái tâm lý nó là gọi là tâm lý gọi là tiếc, thì thường anh chị em khi mà đây là giống như cây này, nó hồi lên nó cho chúng ta thoát, nhưng mà thường chúng ta sẽ mong là ngày mai sẽ hồi thêm 7% nữa và chúng ta sẽ không muốn thoát. Thì khi cái tâm lý đó, thì chính vì cái tâm lý đó mà có thể là nhiều anh chị em là đã giữ lại hàng, và cuối phiên thì nó lại quay lại nó sàn, thì thành ra là lại không thoát được. Nếu mà bây giờ mà phải đợi cho nó hết sàn thì nó có thể là nó còn tiếp tục nó đi xuống dưới, có thể là nó đi về lại vùng giá 5 đó, mà từ đây về giá 5 thì nó lại còn thêm vài cây sàn nữa. Hoặc là cổ phiếu IDG này, hoặc là ABS nè, mình thấy sáng nay một số anh chị em thấy cái thanh khoản lớn thì cũng có hỏi. Thì mình thấy là cái cách mà để chúng ta thoát ra những cái này là chấp nhận là chúng ta đã sai. Chúng ta đã sai, chúng ta không cắt ngay từ những cái điểm mà đầu tiên, thì bây giờ khi mà chúng ta sai rồi thì chúng ta phải cho cơ hội, chúng ta phải thoát ra chúng ta mới làm lại được. Còn mà chúng ta cứ chờ đợi thì đến một cái lúc nào đó mà gần như là nó quá giảm đi, thì lúc đó chúng ta lại quay lại là một là thù thị trường, hai là chúng ta bỏ bê cái tài khoản luôn, mà thành ra là nó cứ lỗ triền miên đó. Ok, thì thường cái kinh nghiệm của mình đó là mình nghĩ là để mà thoát ra khỏi những cổ phiếu đó thì chúng ta chỉ có một cách là chúng ta chấp nhận đã sai, thì chúng ta đặt trần đó. Có thể là nó sàn một chuỗi đó, nhưng mà sau đó là nó chỉ cần trần lại một hai cây thôi là chúng ta có thể là thoát ra được. Chỉ cần trần một cây cái thanh khoản thoát cũng được rồi, chứ chúng ta đừng có chờ đợi những cái cổ phiếu này. Đó, bản thân nó đã lãi rồi thì khi mà nó có cái dấu hiệu này là chúng ta cũng nên phải rất là tỉnh táo để thoát ra. Ngày hôm nay có một cái cổ phiếu của mình vẫn còn nắm giữ, nó là cổ phiếu GVR, thì ngày hôm nay nó vẫn rất là tích cực. GVR là một cái phiên ngày hôm nay là chính thức là phá đỉnh ngắn hạn đó. Chúng ta thấy là GVR thì những cái điểm mua là những cái từ những cái vùng giá 15.5 ở 15.5, 16, thì anh chị em thấy là nó có những cái rung lắc, và khi đến bây giờ thì gần như là anh chị em nào mà nắm giữ được GVR giai đoạn này thì cũng đã có một cái lợi nhuận khá là tốt từ cái vùng nền giá đi lên, đúng không? 29%, khá là tốt với mã GVR. GVR là một cái mã cổ phiếu mà giai đoạn này, giai đoạn trước thì mình có mở mua lần hai ở giai đoạn 17.8, 18. Đó, có mua đợt về hỗ trợ, và sau đó thì gần như là đến giai đoạn này thì cũng là không còn điểm mua, và có thể là giai đoạn này sẽ chờ đến cái điểm chốt lãi. Ok, ngoài GVR ra thì mình thấy một cái mã khác mà ngày hôm nay cũng khá cực nữa là mã KSB. Đấy, KSB thì đầu phiên có những lúc mà tăng rất là mạnh lên, đấy, nó tăng rất là mạnh, nhưng mà cuối phiên thì cũng có cái sự bán lại, đóng cửa thì cũng không phải là cao nhất phiên, nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái đỉnh sau nó đang tạo ra cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đó, một số cổ phiếu như đầu tư công như là HHB,
thì đầu phiên thì nó cũng có lực vào tương đối tốt, mà cuối phiên thì nó lại bị bán quay ngược trở lại hết, quên. Nhưng mà nó bán ngược trở lại tại vì ở đây là trên này nó đang gặp một cái vùng cản trên phong độ thị tuần, ở trên này nó có một chuyện là nó chạm vào và nó điều chỉnh lại là chuyện bình thường. Những cổ phiếu khác như LCG nó đang ở trạng thái tương tự nè, rồi là LCG. Ngoài ra thì có một cái cổ phiếu đầu tư công, đó là cổ phiếu Đạt Phương. Đấy, Đạt Phương thì phiên ngày hôm nay tương đối đẹp, thì nếu mà anh chị em nào mà giai đoạn này nhắm một cái cổ phiếu đầu tư công chưa chạy thì mình đánh giá là Đạt Phương là một cái con cổ phiếu tương đối hay. Đạt Phương thì giai đoạn này nó có trúng thầu cái dự án là cao tốc Buôn 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 Thuột Khánh Hòa đó, thì nó cũng là một cái câu chuyện để mà gọi là kỳ vọng được ở cái cổ phiếu Đạt Phương đấy. Ok, một cái cổ phiếu mà ngày hôm nay mình đang để ý là cổ phiếu HAX. HAX thì giai đoạn vừa qua thì nó có cái cây tăng lên rất đẹp, gọi là break nền đi lên, sau khi là công bố cái thông tin về gọi là thuế giảm 50% thuế trước bạ cho xe sản xuất nội địa, cho xe lắp ráp trong nước đấy. Tuy nhiên là sau đó thì thị trường xấu thì nó cũng có những cái cây điều chỉnh theo, cây thứ năm, thứ sáu nè. Và cây đến ngày hôm nay thì mình đánh giá thì đối với những cái điểm mình như thế này thì nó cũng là một cái điểm mua tương đối là đẹp đối với cái cổ phiếu HX, nếu mà anh chị em mua để mà gọi là đầu tư nắm giữ và chờ những cái gọi là câu chuyện gọi là hưởng lợi từ cái giảm thuế trước bạ. Tại vì là cái giảm thuế trước bạ thì nó không phải là một cái gì đó mà ngày mai, ngay ngày mai nó xảy ra, nhưng mà mình đánh giá thì có thể là đâu đó từ nay đến cuối năm đó, từ nay đến cuối năm thì cái các cái doanh nghiệp mà họ gọi là có xe lắp ráp hoặc là họ là những cái đơn vị mà bán xe thì họ sẽ được hưởng cái lợi này. Thì mình thấy là chu kỳ của những cái lần trước á, của những cái lần trước khi mà giảm thuế trước bạ thì đa số là các cái doanh nghiệp bán xe thì họ doanh số của họ rất là tốt đó, cho nên là cái này cũng là một cái điểm nhấn đầu tư đối với cái cổ phiếu HX. Thì nếu anh chị em nào mà thích một cái nhóm ngành có cái câu chuyện gọi là hỗ trợ đó, thì cái cổ phiếu HX này cũng là một cái mà chúng ta có thể là chúng ta quan sát được. Hiển nhiên là điểm mua nào thì nó cũng có những cái rủi ro, quan trọng là chúng ta có kế hoạch chúng ta giải ngân và chúng ta quản trị cái được cái đồng vốn khi mà chúng ta và giải ngân vào cổ phiếu đó. Thì mình đánh giá thì cái đó là cái mà chúng ta có thể quản lý được thôi. Còn những cái câu chuyện trên thị trường thì cái vấn đề là thị trường nó cần có những câu chuyện nó đi lên, nhưng mà để mà cho chúng ta được những cái gọi là an toàn đó, thì chúng ta nên gọi là quản trị rủi ro, tức là khi mà cổ phiếu của chúng ta có những cái điểm mua gần vùng hỗ trợ, chúng ta có thể chúng ta giải ngân đó, chúng ta giải ngân xong rồi sau đó là chúng ta quan sát khi mà cổ phiếu về có lãi thì chúng ta gia tăng cổ phiếu lên, đúng thì chúng ta gia tăng cổ phiếu, sai thì chúng ta tăng tiền đó. Ok, thì mình thấy HX cũng là một cái cổ phiếu mà mình sẽ gọi là đưa vào watchlist, HAX hoặc là HUT. Nhưng mà HUT thì mình thấy là cái xe của HUT thì như bên Sapeco, Volvo thì đa số xin nhập khẩu đó, hoặc là cổ phiếu như một cổ phiếu như VEA này đó. Nhưng mà cái cổ phiếu này thì là thanh khoản tương đối kém đấy, nên là cũng không có quá nhiều cổ phiếu trong cái nhóm ô tô này để mà chúng ta kỳ vọng đấy. Cho nên là mình thấy là cái cổ phiếu HX là nó vừa đạt được một số yếu tố, là thứ nhất là có kinh doanh thật, thứ hai nữa là có gọi là có hưởng lợi đó. Thì chúng ta quan sát nha, đây một cái cổ phiếu mà tuần trước mình có giới thiệu với anh chị em là cổ phiếu NV đấy. Cổ phiếu NV thì cái phiên hôm nay cũng tương đối đẹp đó. Cái phiên NV thì nay là gần chạm đến cái target rồi nha. Trước nữa thì mình có giới thiệu với anh chị em cổ phiếu là VHC đấy. VHC thì ngày hôm nay mình tiến trần đó đó, cho nên là anh chị em nào mà chưa có những cái cổ phiếu này hoặc là chưa có người hỗ trợ trong quá trình mà mình đầu tư thì có thể là tham gia vào room với mình nha. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Đó, thì nếu mà anh chị em nào mà gọi là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư thì mình đánh giá là giai đoạn này á, những cái cổ phiếu mà nó chưa tăng hoặc là nó còn đang gọi là từ những cái nền đáy đi lên á, thì hiển nhiên là cái vùng mua thì nó sẽ là những cái vùng mua mang tính chất là rủi ro. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quản trị được cái rủi ro thì đó nó mới là cơ hội. Còn những cái cổ phiếu giống như bây giờ VHC đi, ai cũng quan tâm tới nó, ai cũng gọi là nhìn thấy cơ hội, thì khi mà chúng ta mua thì nó lại không còn là
cái cơ hội nữa đó, mà nó lại thành ra là rủi ro. Tại vì sao? Cổ phiếu nó tăng mạnh rồi thì nó thành ra là các cái vùng mua thì rất là xa vùng hỗ trợ đó, thì chúng ta mua xong mà nó chỉnh vào hỗ trợ là chúng ta cũng phải chịu lỗ tương đối là nhiều đấy. Ok, thì cái đó là cái góc nhìn của mình đối với các cái cổ phiếu về các cái nhóm ngành. Giai đoạn này thì mình vẫn đang tập trung nhiều cho cái nhóm cổ phiếu đầu tư công, tại vì mình thì mình đang quan sát cái câu chuyện đầu tư công từ cái đợt cuối năm. Giai đoạn này thì từ đợt tháng 11 này thì bây giờ nhiều cổ phiếu đầu tư công nó cũng đã có nhịp tăng, sau đó nhiều điều chỉnh. Ở trên khung trung hạn thì mình đang quan sát những cái vùng mà có thể là tham gia vào những cái cổ phiếu này trong cái giai đoạn tới. Thì mình kỳ vọng vào một cái gọi là sự đẩy mạnh đầu tư công vào các cái quý quý 3, quý 4, thì mình đang cũng đang canh ở những cái nhịp chỉnh trong cái phiên gần đây để có những cái vùng giá tốt đối với những cổ phiếu này. Nếu mà nó rớt về những vùng hỗ trợ trung hạn thì mình nghĩ là tương đối là ổn để chúng ta có thể là tìm những cái điểm mua gom, mua lấy vị thế, để sau đó chúng ta có thể là chờ cổ phiếu này nó vượt cản, để sau đó chúng ta gia tăng. Mình đánh giá là những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện thì nó vẫn còn tương đối là hấp dẫn. Ok anh chị em, xét nói qua về mặt thị trường thì VN Index cái phiên ngày hôm nay thì anh chị em cũng biết rồi, nói chung là nó vẫn chưa ngả ngũ. Mình nghĩ là cái có thể là cái đà giảm nó sẽ vẫn chưa ngả ngũ đâu. Ngày mai có thể là tiếp tục cái đà hồi phục, là nó sẽ quay lên tiếp đến cái ngưỡng 1030 ấy, xong rồi sau đó thì có thể là nó sẽ có những gọi là nó lại quay lại cái test lại ngưỡng 1018. Thì bây giờ chúng ta về đây thì nó sẽ có hai kịch bản thôi, một là phóng xuống tiếp đấy, hai á, là từ 1118 á, thì cái cổ phiếu thì cái thị trường nó sẽ gọi là tạo đáy hai và sau đó nó sẽ tích lũy đi lên. Thì mình cũng chưa chắc cái kịch bản này nha, mình cũng chưa chắc cái kịch bản này đấy. Thì tuy nhiên á, là chúng ta nên chuẩn bị cho mình hai cái kịch bản. Thứ nhất là nếu mà thị trường chúng ta nó đi gọi là tích lũy biên độ hẹp ở trên cái ngưỡng 1018 đến 1030 và thanh khoản thì nó kiệt dần nha, thì có thể là thị trường chúng ta là nó sẽ tạo đáy quanh đâu đó 1018, 1020 đó. Thì một số cổ phiếu nếu mà có điểm hỗ trợ thì chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta mua đó, chúng ta hoàn toàn có thể là mua gom mua để có vị thế. Còn nếu mà trường hợp như là cái cổ phiếu mà chúng ta mua mà gặp những điều kiện thị trường chúng ta quay lên 1030 mà quay trở lại test test cầu ở dưới đây mà không thành công ở ngay ngưỡng 1018 á, thì lại tiếp tục đi xuống với một cái thanh khoản lớn, thì lúc này chúng ta đã có cái cổ phiếu mua thăm dò rồi, thì một là chúng ta bán ra thì chúng ta tìm những cái điểm mua thăm dò ở những vùng thấp hơn, hai là chúng ta có thể là chúng ta nếu mà chúng ta không muốn bán chúng ta phải có một cái sức mua đấy. Cho nên là mình nói là mua thăm dò là chúng ta chỉ mua thăm dò một phần thôi. Thì khi mà cổ phiếu tiếp tục nó giảm xuống dưới các cái vùng dưới đây khoảng 1090, 1092 thì chúng ta vẫn còn cái sức tiền để chúng ta tiếp tục mua cái cổ phiếu mà chúng ta muốn nắm giữ ở trong thời gian tới ở những vùng giá tốt hơn đó. Thì mình nghĩ là cái ngưỡng 1100, 1118, 1118 sẽ là cái ngưỡng test cung cầu trong các cái phiên tới. Thì anh chị em nhà đầu tư giai đoạn tới phải quan sát để chúng ta đưa ra những cái kịch bản giao dịch nha. Đó thì nếu một trường hợp nó tạo đáy hai thì sau đó là từ đây nó sẽ phải vượt lên 1030 để nó tiếp tục trong một cái xu hướng đi lên trở lại. Còn nếu mà nó chỉ đơn thuần là nó chỉ quay lại để nó test, để nó quay lại để mà gọi là nó test cầu không thành công đó. Tức là khi mà nó quay lại ở cái vùng hỗ trợ mà cái lực bán nó vẫn đang nhiều á, thì khả năng cao là nó sẽ gãy xuống. Thì khi mà nó gãy xuống như vậy á, cái kịch bản này thì chúng ta phải quản trị rủi ro cho các cái cổ phiếu của mình đó. Cho nên là cái giai đoạn này á, thì thị trường nó cũng đang có những yếu tố nhạy cảm, nó cũng không phải là nó ổn hết đâu. Cho nên là anh chị em nào mà gọi là ngày hôm nay thì ở trên room khách hàng đó, thì mình cũng nhắn là nếu mà mua thì không có nên mua mới đấy, không mua thì không nên mua mới. Tại vì là chúng ta mua xong rồi chúng ta mua ở những cái vùng ở trên này mà chúng ta không gọi là mua mà mua phương tiền, thì khi mà nó kẹt vào cái trạng thái là phá đáy đi xuống này thì nó sẽ rất là rủi ro. Ok, thì cái đó là cái góc nhìn cho của mình cho anh chị em về đầu tư. Ứng xử trong các cái phiên tới như thế nào thì mình nghĩ là chúng ta cứ quan sát cái ngưỡng 1118 và 1121 của thị trường thôi. Nếu mà thị trường chúng ta vẫn tích lũy biên độ hẹp ở trên này thì tương đối ổn, còn nếu mà thị trường chúng ta phá đáy đi xuống thì lúc đó chúng ta phải quản trị rủi ro nha anh chị em, để mà chúng ta có sức mua.
anh chị em nào mà lỡ mua cao thì phải gọi là hạ bớt để mà chúng ta có cái sức mua. Còn anh chị em nào mà mua cổ phiếu từ cái giai đoạn trước tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì đó mà giờ vẫn còn nắm giữ thì có thể là nếu mà cổ phiếu của chúng ta, thị trường chúng ta không bị mất 1.118, chúng ta cũng có thể chúng ta chưa bán đó. Còn nếu mà mất 1.118 có thể là chúng ta hạ một phần 20-30% tỷ trọng gì đó để khi thị trường nó quay xuống thì chúng ta có sức mua gom lại cổ phiếu ở những cái vùng thấp hơn đấy. Ok, thì đó là cái góc nhìn của mình cho cái phiên giao dịch ngày 4 tháng 7. Thì nếu anh chị em nhà đầu tư thích các nội dung của mình thì để lại cho mình một like, một subscribe kênh, cũng như là nếu anh chị chưa có người đồng hành thì có thể là về liên hệ với mình theo số 0931282301 để đồng hành cùng mình tại chứng khoán SSI nha. Thì mình nghĩ là thị trường thì nó sẽ còn dài, và thị trường của chúng ta là nó đang mới một trong cái giai đoạn gọi là tạo đáy đi lên. Thì đây là một cái giai đoạn mà mình nghĩ là tương đối phù hợp cho anh chị nhà đầu tư mới tham gia để học hỏi và lấy kinh nghiệm. Thì nếu mà anh chị em chưa người đồng hành thì có thể là về đồng hành cùng với mình, với anh em ITB tại chứng khoán SSI để tham gia vào room tín hiệu, cũng như là đồng hành cho nhóm khách hàng để chúng ta cùng nhau tiến bộ và tìm kiếm cơ hội đầu tư giai đoạn tới nha. Cảm ơn anh chị em rất nhiều, chúc mọi người một buổi sáng nhiều năng lượng. Bye bye.